Hôm qua, trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên tổ chức lễ khánh thành thư viện thân thiện. Sau hơn 2 tháng xây dựng, đến nay thư viện thân thiện của trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 63m², được trang bị trên 450 đầu sách báo truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn và sách thiếu nhi, trong đó tổ chức room tourist tài trợ 100 bản sách. Đồng thời thư viện còn được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bàn ghế kệ sách, góc nghệ thuật, góc tra cứu, góc trò chơi với nhiều màu sắc hình ảnh tươi sáng, tạo môi trường đọc sách thân thiện gần gũi cho học sinh và giáo viên.